Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình giao lưu cùng với Free Fire. Và hôm nay bên cạnh Huy Hoàng BK sẽ là một bạn nữ rất là xinh xắn. Và không để các bạn chờ lâu thì bạn nữ của chúng ta sẽ có đôi lời giới thiệu về bản thân để các bạn cũng biết xem hôm nay bạn đấy là ai nhé. Chào các bạn, mình là Fiasa, mình đến từ quân đoàn Fia. Hiện tại mình đang sống tại Hà Nội. Có vẻ là thông tin cũng khá là ngắn gọn đúng không? Em có thể tiết lộ tên thật của em là gì nhỉ? Tên thật của em là Khánh Vy ạ. À, và Khánh Vy hiện tại đang sinh sống tại Hà Nội đúng không? À. Hôm nay rất vui khi Khánh Vy đã nhận lời và cũng như đại diện quân đoàn Fia đến giao lưu với chương trình giao lưu cùng Free Fire ngày hôm nay. Thì lần đầu tiên có một bạn nữ bước đến trường quay của Garena Free Fire. Thì không biết là Khánh Vy có thấy run không? Hay có thấy coi như là hơi mất bình tĩnh trước ống kính trường quay hay không? Có một chút ạ. À, có một chút thôi. Như vậy là bạn nữ của chúng ta cũng khá là mạnh dạn. Đúng là các bạn nữ Free Fire thường phải có cái khả năng gọi là táo bạo thì mới có thể là được giành được top 1. Đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình giao lưu ngày hôm nay thì Huy Hoàng muốn hỏi là tại sao Khánh Vy biết đến vào Free Fire nhỉ? Là đợt đấy là đợt Tết năm 2018 là tụi em có được nghỉ thì bạn có rủ chơi. Lúc đấy là có nghĩ là mình sẽ chơi kiểu như là thích và chơi đam mê như bây giờ không? Hay hồi đó là cũng chỉ là chơi cho đỡ chán thôi? Đợt đấy chỉ là chơi giải trí, đợt Tết cho đỡ chán thôi ạ. Hiện tại thì mình biết là Khánh Vy đang là một trong những thành viên chủ chốt của quân đoàn Fia. Và Fia thì đang cũng là một quân đoàn rất là lớn, nằm trong top server của Việt Nam. Vậy thì Khánh Vy có muốn chia sẻ đôi điều về quân đoàn của mình không nhỉ? Quân đoàn thì... các thành viên thì rất gắn bó với nhau, đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, luôn chia sẻ mọi chuyện với nhau. Như vậy là mình như là một gia đình thứ hai rồi đúng không? Từ ngoài đời sống mà đến game mà chúng ta có thêm một mái ấm gia đình nữa thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Không biết là quân đoàn Phi hiện tại là có bao nhiêu người tộc trên cả nước nhỉ? Quân đoàn em thì cũng phải hơn 50 một chút. Đã hơn 50 là quân đoàn chính, có bên mình có quân đoàn phụ không nhỉ? Có. Như vậy tại vì các quân đoàn lớn họ thường sẽ có quân đoàn 1, quân đoàn 2, quân đoàn 3 nữa. Vậy thì mình đã sinh hoạt với nhau trong quân đoàn rất là tình cảm như vậy, rất là gắn bó như vậy. Thì ở trong quân đoàn liệu có ai là một người để lại ấn tượng cho với Khánh Vy không? Mỗi người thì để lại một cái ấn tượng riêng ạ. Như là anh Bống thì là quát mắng như thế nhưng mà chỉ muốn tốt cho mọi người. Anh Bống là trưởng quân đoàn đúng không? Vâng. Anh Bống cũng hay giao lưu với tôi, hơi gà tí, tôi hay phải gồng gánh anh Bống thôi. Nhưng không sao, anh Bống thì tôi cũng thấy anh ấy nói chuyện rất là vui vẻ. Còn bây giờ mới được chia sẻ sâu về cách anh ấy gọi là hướng quân đoàn của mình đấy. Còn ai nữa không? Hay là còn anh Nghĩa, Fearbot thì là cũng luôn lo lắng cho tụi em. Như vậy là chúng ta có hai người anh cực kỳ tâm huyết với quân đoàn, cực kỳ tâm huyết với những người em. Không biết là quân đoàn của Khánh Vy thì trước có lập team tham gia giải đấu trường sinh tồn không nhỉ? Tụi em có ạ, lập cũng tầm 4-5 team gì đấy. Có team nào được đi sâu vào vòng trong không? Thì có team của anh Sai nhưng mà đấy là một người nhỏ lẻ ở quân đoàn. Anh Sai như là ở thành phố ở Thái Nguyên đúng không? Không, Hà Nội ạ. Hà Nội à? Team 100 chia 5. Khánh Vy thì có tham gia vào vòng loại hay là... Em có tham gia vào được đến vòng bán chuyên ạ. Vòng bán chuyên Khánh Vy vẫn bán đúng không? Vâng. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc là kết quả cũng chưa được như ý muốn cho nên là mới tạm dừng lại vòng bán chuyên. Tôi biết là bán chuyên thì chúng ta chỉ có khoảng 2 hay 3 bạn nữ thôi. Thế như là 3 bạn nữ. Vào bán chuyên thì như chúng ta có một bạn của quân đoàn AFK này, một bạn của quân trước sau đó đổi tên thành BTT 75 Huế, bạn nữ đấy là Misa, tôi nhớ lên là Misa. Còn bạn nữ thứ ba thì đang ngồi đây với các bạn trực tiếp tại trường quay của chúng tôi rồi. Vậy thì khi Khánh Vy chơi game này, bình thường nếu như một người bình thường nhé, chúng ta chỉ chơi khoảng độ giải trí thôi, 1-2 trận thôi. Còn nếu mà chúng ta, ví dụ như cá nhân tôi nhé, khi tôi đã thích rồi, tôi chơi cũng khá là nhiều, tôi khoảng 2-3 tiếng một ngày. Có những hôm là tôi chơi từ khoảng độ 10 giờ tối cho đến 2 giờ sáng. Thì với Khánh Vy thì không biết là game và cuộc sống cá nhân khi nó có bị ảnh hưởng nhiều không? Cũng không ảnh hưởng nhiều lắm ạ. Thì em vẫn chia thời gian ra để làm được việc
ở ngoài. À, chúng ta chỉ gọi là ảnh hưởng một chút, nhưng mà khi có thời gian khoa học thì vẫn cảm thấy ok đúng không? Vâng. Chứ tôi thấy nhiều bạn cũng ảnh hưởng, bạn là chơi game nhiều thì ra ít quan tâm bạn bè, nhưng mà sau này chính những người bạn bè đấy lại quay sang chơi game với cả bạn đấy luôn. Như vậy cũng rất là một điều tuyệt vời. Ở đây thì chắc là nhiều anh em cũng đang rất là nóng lòng muốn đến một vài câu hỏi nhạy cảm một chút, bởi vì lâu lắm rồi trường quay chúng ta mới có duy nhất một bạn nữ rất là xinh mà lại lên hình giao lưu trực tiếp với cộng đồng Lana Free Fire. Thì tôi có một câu hỏi cũng như là nguyện vọng của rất nhiều anh em rồi, là không biết là mẫu bạn trai của Khánh Ly thì là như thế nào nhỉ? Mẫu bạn trai chắc chỉ cần biết quan tâm chăm sóc một tí thôi. À, thế thì bạn nghĩ là những người mà thường ham chơi game ấy, hoặc là những người thích chơi game ấy, thì họ có thường xuyên là được có thể làm được cái việc đấy không? À, cũng tùy người ạ, với À, tùy lại người ạ. chơi game chung thì cũng nhường đồ em các kiểu À, hơn. tôi thấy thì rất nhiều bạn đánh giá là những ông mà chơi game ấy, các ông người thường là quan tâm đến game nhiều hơn, nhưng bạn gái có khi cũng không quan tâm. Đấy, thì có thể là bạn Khánh Ly chia sẻ đấy nhá. À, bạn nào muốn có bạn gái thì đơn giản thôi, chỉ cần biết quan tâm, chia sẻ cùng với người mình yêu cũng như là người mình thích là chúng ta đã có rất nhiều cơ hội rồi. À, còn tiếp nữa là bạn thấy con trai chơi game thì như thế nào? Đặc biệt là những chàng trai mà chơi game Free Fire của chúng ta. Thì cũng chia ra thành hai loại ạ. À, có Một hai loại hai cơ. loại Cho nên khi tôi phải nốt lại để cho anh em nào có cần có thể là quan tâm. thì có một số người thì biết quan tâm chăm sóc các luôn đi theo để bảo vệ các kiểu, nhưng mà một số cá nhân thì lại cậy mình bro quá thì cứ đi lẻ các kiểu rồi ạ. À, có nghĩa là những chàng trai Free Fire thì sẽ thích các bạn nữ, thì tôi đánh giá nhé, các bạn nữ sẽ thích những chàng trai mà có thể đi cùng mình, Dạ. cover cùng mình và giành top 1. Còn những chàng trai lại thích thể hiện bản thân mình pro cho nên không cần đi với team chẳng hạn. Và luôn luôn là có những pha xử lý gọi là khát máu đúng không? Có Dạ. thể là một mình giết hai giết ba thì không quan tâm đồng đội như thế nào. Đấy, đó là một cái mà anh em trong Free Fire chúng ta phải nhớ nhé, là chúng ta cần các bạn nữ ý, thì cần phải được chúng ta bảo vệ và chúng ta giành top 1 một cách an toàn. Còn bạn nào pro ấy thì cũng phải xem lại đôi chút tính cách của mình nhé, xem lạnh lùng đã đúng chưa. Đến với những câu hỏi tiếp theo là nếu sắp tới Ghana Free Fire có các giải đấu thì không biết ví dụ như giải đấu cho quân đoàn này, hoặc là giải đấu của các mùa hạng này, thì không biết là quân đoàn FIA có tham gia hay không, và cá nhân của Khánh Linh nếu như là đấu với giải cá nhân thì Khánh Linh có cố gắng có tham gia hay không? Quân đoàn tụi em thì chắc chắn sẽ tham gia, và cá nhân em thì sẽ cố gắng để tập luyện để tham gia cùng. À, nếu như được chọn đội hình tốt nhất của quân đoàn FIA bây giờ thì Khánh Linh chọn 5 người đi, bao gồm cả một dự bị, thì Khánh Linh sẽ chọn ai trong quân đoàn của mình để làm gọi là một đội hình cứng để có thể tham gia với các cuộc thi lớn của Garena Free Fire? Là anh Bóng ạ. Thì Bóng là một này. Vâng. Phía Smoke. À, Mốc là hai này. Vâng. Phía Boss ạ. Bót nữa là ba. Với cả phía Tony ạ. À, chúng ta còn một người dự bị thì chắc là Khánh Vy luôn đúng Vâng. không? Rồi, thêm tiếp một câu hỏi là tại sao bạn lại nghĩ bốn người này sẽ là hợp nhất và là mạnh nhất của đội hình FIA? Chúng ta sẽ chia sẻ về từng người đi, từng kỹ năng của từng người cho Khánh Vy đánh giá đi. Thì anh nghĩa à anh Bóng thì là quyết đoán với cả đưa ra chiến lược cho team, còn anh Nghĩa thì bắn tầm xa tầm gần cũng đều ổn ạ. À, có nghĩa Anh là Bóng. một người cover tốt ở tầm Vâng. xa tầm gần đúng không? Vâng. Chúng ta có một người đội trưởng này, Vâng. một người cover rồi này, cũng khá là ổn rồi. Còn hai người còn lại. Hai người còn lại hãy một em chọn Tony, bởi vì Tony kiểu hay bàn với em thì cover nó hợp nhau, hợp ý nhau ấy ạ. À, có nghĩa hiểu ý đồng đội đúng không? Vâng. Còn Smoke thì cũng bắn cũng gắt ạ. Bắn gắt. À, ok. Như vậy đội hình khá là tương đối, có người chỉ đạo này, có người cover tốt này, một người hiểu ý đồng đội này, và một người thực hiện chiến thuật cũng rất là tốt này. Còn người thứ năm tôi nghĩ là chơi ở vị trí phù hộ giống tôi. Vâng. Vị trí mà ít người có thể chơi được, mỗi khi mình nằm xuống là y rằng là team mình là easy top 1. Và để không phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đến với phần 2 của chương trình giao lưu với cùng với Free Fire ngày hôm nay. Đó là phần giao lưu với khách mời. Chúng ta sẽ được trực tiếp theo dõi bạn Khánh Vy của chúng ta đấu rank của Garena Free Fire như thế nào.
À kia, trời ơi, em nhìn hơi nhầm chút. Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đến phần 2 của giao lưu ngày hôm nay. Ôi, chúng ta có cả WAC Dom kìa. Đây thì cần xa, có các bạn có hộp quà dưới kia tên... Không nhìn nha. À, tụ này. Thế sao vậy đấy có hộp quà đấy được nhỉ? Đó là ký tự đặc biệt này. Và đây là phía cạnh. Chúng ta đang thi hình và tất cả những gì em vừa làm sẽ thực hiện thì trực tiếp luôn. một lời nhắn nhủ cực kỳ dễ thương đến những người anh em cùng quân đoàn. Chúng ta thiếu một người nữa thôi. Chúng ta đang có cảnh này, tũn này, phía xa này. Các bạn tên là thần mèo luôn, chắc là bọn này thích mèo. Ui, 3 con mèo này, 4 con. Các bạn biết là, chia sẻ thêm thông tin cho các bạn là bạn Khánh Vi là một người rất thích chó và mèo. Bạn ấy cũng có rất nhiều chú cún rất là đáng yêu. Nhưng mà tôi đang chia sẻ vấn đề là yêu chó theo cách nào thì thôi, tôi đi dừng vấn đề là đấy. Ở đây chúng ta sẽ quay trở về với trận đấu của đầu tiên của bạn Khánh Vi, phía xa của chúng ta. Ui, trên cái bảng kia phía cạnh nó xếp số 1 kìa, tiếp theo là phía cần xa kìa. Trận này căng kèo đấy. Có khi mà nếu mà các bạn leo danh cảm giác dễ quá thì tôi xin phép sẽ đặt một vài thử thách để cho trận đấu của chúng ta thú vị hơn. Hello. Không biết là các bạn của Khánh Vi nghe được giọng mình không nhỉ? Chắc nghe được đúng không? Chúng ta đang về đảo quân sự rồi. Đường bay của chúng ta cũng khá là gần so với không quân sự, thì không biết là chúng ta sẽ bay từ đâu đây. Doanh trại chúng ta sẽ bay thẳng qua phía ngoại thành gần thành phố biển hơn. Ôi, cổng trời luôn. Có thể là cổng trời, có thể là một nơi rất là gọi là điểm đến hứa hẹn của rất nhiều những người chơi của chúng ta. Nhà đâu ấy? Cổng trời. Cổng trời liệu 4 người là có đủ đồ không em? À, trên nhà. À, trên nhà mỗi người một nhà đúng không? 100 năm mới được chơi với A đổi xa. Cổng trời với cả không quân sự anh thấy sẽ là rất sao? Nhiều người sẽ đáp xuống cùng một nơi. Có mèo. Hiện tại là phía cần chúng ta chuẩn bị đáp xuống nhà rồi cùng với chú mèo của mình. Nghe mà má. Ở đó hạ xuống có luôn cho mình một khẩu 15 như bắn cực luôn, cực gắt luôn. Phía trên là Tún. Tún hình như trên mái nhà. Tún đã có cho mình một mạng rồi, một pha cover cực kỳ tốt. Trong nhà lại có người cần bắn luôn rồi, đã chạy rồi nhưng mà tôi nghĩ chạy không thoát đâu. Hình như chúng ta chưa kịp thay đạn với những viên đạn tiếp theo, mất đi khoảng độ 40 máu rồi. Hiện tại là thì cần sao chúng ta quyết định là không cho thoát. Ui rồi, đồng đội của hắn đã có một tí cover không, bắn rất là tốt nhưng mà kia là sụt chưa, may quá còn 7 máu tiếp tục clear bằng được. Ô tuyệt vời, đã có tình huống mạnh cho phía cần xa rồi. Phía cần xa đã bắn cực kỳ tốt. Ôi, nữ mà bắn thế này tôi nghĩ là tổ chức giải nữ thì chắc là ôm giải luôn rồi. Để bắn được lên cái khả năng như vậy thì em có mất nhiều thời gian không? Em là tháng 2 em bắt đầu chơi, nhưng mà tháng 5 em mới biết à. Em mới biết bắn. Tháng 5 mới bắn như vậy là khoảng 6 tháng. Tôi nghĩ là tôi nên xem xét lại khả năng bắn của chính mình. Sau pha vừa rồi. Ui rồi, có luôn một con gấu đằng sau. Trời ơi, một khẩu sọt gan, một khẩu sọt gan hết đạn rồi, đồng đội kịp ra cover không? Tôi nghĩ là không kịp rồi, khá là đen khi có một khẩu sọt gan sau lưng luôn. Bây giờ chúng ta xem các đồng đội của phía cần xa đi báo thù thôi. Một pha bắn tầm sấy tầm xa của phía cảnh. Ừ, cảnh cũng đã level 60 rồi. Trong nhà có một người. Cảnh cầm pha mát bắn khá là tốt. Cảnh
ảnh này cũng là một bạn em vừa chia sẻ trong phần giao lưu vừa rồi đúng không? Vâng. Cảnh hiện tại là đang sinh sống và làm việc ở đâu nhỉ? Ở thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh cũng sẽ thường xuyên có gì ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn cảnh như này có lẽ là... Ui giời, chúng ta có cả người của quân đoàn King of Free Fire nữa. Sẽ có một buổi là vào là gặp các bạn để giao lưu làm sao. Và mát MB40 chắc là quay vòng quay may mắn thôi. Ôi ừ, công nhà rồi, công nhà rồi. Nó qua kìa mà, nó mất rồi mày. Ok. Tí coi. Quay lại liền. Ôi, bắn cực kỳ tốt luôn. Nhiều có một vài bắn nữa. Rồi, tầng cùng MB40 tiếp tục một người đã cầm shotgun đằng sau, tự cho mình tưởng bằng rất là rồi, nhanh. Phía cảnh với cảnh quyết định rút lui rồi, chỉ còn có 5 máu thôi, một người thêm một mạng nữa cho phía cảnh. Bạn nam của chúng ta bắn cực kỳ tốt trong team của bạn phía cần xa. Và đây là thần mèo. Thần mèo rồi ơi, thần mèo khá là đen, vẫn là người hạ phía cần xa, lại là người lấy đi mạng của đồng đội của phía cần xa rồi. Không biết phía cảnh làm thêm một line nữa cho phía cảnh rồi. Khá là đáng tiếc thì ba người đã phải ra đi, chỉ còn lại một mình phía cảnh thôi. Một pha ném lựu vào ra phía ngoài cửa sổ, à đâu, ngoài cửa chính. Bọn em thường leo dây một khoảng thời gian nào? Em leo vào khuya để rồi pha mẫn mở bối 40 thì khá là tốt, nhưng cẩn thận. Là sinh tồn ở đâu? Người bạn đang này bắn hay thật. Dùng M79 giống hết bạn của King of the Free Fire bạn cũng không. Và chúng ta bị trừ đi 40 điểm rồi, nhưng không sao. Chúng ta sẽ làm lại vào trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ hai của chúng ta. Không may một chút thôi là kẻ địch của chúng ta có M79. Cho nên là khả năng sát thương của M79 nó cực kỳ dã man. Một viên thôi là nốc luôn rồi. Viên tầm xa của chúng ta khi xuống cũng đã có những pha xử lý cực kỳ tốt. Một bạn nữ mà chơi như vậy thì tôi không nghĩ đấy là bạn nữ được. Đúng rồi, tôi tưởng bạn nam cơ. Nhưng mà ngồi cạnh trực tiếp ở đây thì tôi biết đấy là bạn nữ. Bộ gấu trúc này hiện tại là không có bán lại nữa đúng không? À, còn quay mê mà quay hộp xa. Thôi học với cái like gì? Hả? Hmm? Like. Ui, mẹ sao này phản xạ nhá? Ui, ghê hạt kia thích. Gì mà cứ theo bắn tôi hoài vậy ba? Bắt đầu trận đấu thứ hai rồi. Không biết mọi người thế nào chứ nhìn cái ảnh mặt con mèo đấy ở trên màn hình mình rất là thích. Tiếp tục được một trận đấu trên đảo quân sự. Ồ, lần này đường bay cũng y như trận trước luôn. Lần không biết các bạn mình có chọn là cổng trời nữa hay không? Nhảy đâu vậy? Kho kìa. Mạnh dạng kho quân sự. Ờ, quân đoàn phía của bọn em thì thường xuyên offline ở khu vực ngoài Bắc không nhỉ? Hay là anh thấy là hay ở trong thành phố Hồ Chí Minh nhiều hơn? Vâng, thành phố Hồ Chí Minh nhiều người hơn. Ví dụ anh hay thấy anh phiêu bóng là hay vào Sài Gòn để offline với anh em. Anh có offline một thành viên không anh? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với kho quân sự. Rất nhiều người chia sẻ là cứ ở kho quân sự đi ra thì sẽ chắc chắn là top 1. À, từ top 1. Thì không biết cái lời nguyền đấy nó có sẽ đúng với cái trận đấu ngày hôm nay không. Quan sát xung quanh thì tôi cũng chưa thấy có thêm team nào cả. Không phải clear thì phải. Đây mẹ, đây. Rồi tiếp tục, xuống bóng bây giờ đều hề thay đổi liên tục.
Ê, cái vàng vàng giá ông ơi, vừa để làm ngũ hài gì? giáp một Cái vàng để đồ dáng. Súng trường và tiểu liên đã đầy đủ. Như vậy là combo khá là hợp rồi. Bắt đầu là thêm cho mình những cái phụ kiện băng đạn nữa. Rời khỏi kho thật sự là quá chắc chắn rồi. Ba đạn ba này, ai lấy không? Xa. À đâu, nhầm, lòng ba, mình hay rồi. Lòng ba ai cần nữa? Dư lòng ba. Cho nắm đi, cho nắm đi. Thế này mà thêm một khẩu M79 nữa thì team này gọi là team hủy diệt rồi. Các bạn xuống kho quân sự an toàn, không gặp bất kỳ team nào. Đồ đạc và lót, tất cả mọi người đều có được trang bị cơ bản nhất. Đây này. Nắm ơi. Cái này sao? Ủa sao cái cây gì mới ra đây này, AN94. Đánh giá đi. Kho quân sự nếu mà khi đấu giành tôi thấy là team squad mà ít team này này, có đấm kia. Ai còn giáp năm đi. Tôi giáp 1 mà năng gì, em còn giáp 1 nên em để lại đó. À, trong các người chơi cũng như vận động viên của giới Free Fire thì em có ấn tượng hay là có thích streamer hay vận động viên nào không? Thì vẫn là idol Funky em thôi ạ. À Funky em đúng không? Funky em sắp tới cũng sẽ, tôi nghĩ là cũng sẽ có một vài buổi giao lưu cũng như là FM. Thì hy vọng là sắp tới thì các bạn cũng sẽ được theo dõi Funky em ở trên kênh của Garena Free Fire. Tôi nghĩ là Funky em cũng học tập tôi khá là nhiều. Nhưng mà ui, học tập ở uống rượu uống bia thôi chứ không học tập cách bắn. Lập cản đi em. Bây giờ các bạn đã di chuyển ra đập thủy điện rồi. Đập thủy điện thấy vẫn còn, ui, còn nguyên đồ đạc này thì chắc là chưa có người vào rồi. Em bắn cái kia quen rồi, dễ bắn này yếu lắm. Thường bọn em đâu dành có đưa ra chiến thuật gì không? Hay là chúng ta chỉ di chuyển theo cái mặc định và sau đó là nếu mà gặp địch thì sẽ là cover lẫn nhau thôi. Thì gặp địch là cover lẫn nhau thôi. Không có chiến thuật gì. Ví dụ như các bạn thường bắn này, mình thấy là những bạn mà thường gọi là các bạn tập luyện với nhau ấy, hoặc là các bạn bắn để lên danh huyền thoại, thì các bạn thường sẽ có kiểu là ba người đi chung với nhau và một người đi riêng. Một người thường sẽ lái xe chạy trước để cam xem là địch ở khu vực nào, có tiếng đạn thì súng vào đâu khi bắn ra xe không. Thì ba người còn lại sẽ lo các vị trí và xử lý nốt. Như vậy đó là một chiến thuật khá là hay khi mà chúng ta vào những vòng bo gần như là gần cuối. Và vòng bo cuối nó hẹp quá rồi thì chúng ta bắt buộc phải đối đầu. Cả ngã người này, mà lút đồ hết rồi này. Và một phút nữa rồi, vòng bo chúng ta sẽ thu lại. Số người còn lại chúng ta còn có 39 người. Còn đây là phía cần sa của chúng ta. Phía cần sa trong bộ trang phục gấu trúc. Phía trước là một siêu xe. Bây giờ thì các bạn ấy đang ở giữa khu làng gốm và khu cảng lớn. Tôi nghe không có bơm keo đâu á. Rút thêm cho mình những linh kiện nữa. Tôi nghĩ là trận này cũng sẽ là khá là tỷ lệ cao về top 1. K98 lựu đạn. Phong cách chơi của server Việt Nam chúng ta là không bao giờ dùng súng ngắm. Mũ ba kìa. Phụ kiện là tôi nghĩ gần mắc binh rồi. Trước mặt cái cảnh thôi. Trước dưới thêm người giáp và giáp 2 trở lên nữa. Cái kìa phía trước có địch ở hướng NV kép. Gần gần với thùng xăng. Rồi đã vào trong nhà nhỏ rồi. Một pha cầm cá mập 8. Yếu rồi, máu. Rồi bây giờ côn tìm đến làm thịt thôi. Bây giờ cảnh đã giết rồi. Cảnh đã giết được một nhà người chó. Rồi. Nhà chó trước này. Tiếp tục vẫn còn một người, tôi nghĩ là ở đây chỉ còn một người thôi. Bật tâm rồi, bật tâm rồi. Đã có những pha sấy đầu tiên. Di chuyển khá thông minh. Giờ khoảng cách còn lại của ba thành viên cũng khá là sát nhau rồi, khoảng mấy chục mét thôi. Phía cần sát quyết định công lên. Liệu có đường sau cột điện không? Từ từ thôi, số 4 ấy, à đó, số 32 ấy. Cô vừa rồi. Trong càng còn à? Những pha gọi là góc quay khá là an toàn để quan sát xác định ở đâu. Bên nhìn cháu test tôi còn người rồi.
Ba người còn lại vẫn đang ở khu vực cảng lớn. Hình như họ đánh hơi thì thấy có người ở trong đó. Nếu mà được tôi nghĩ là cho chú mèo mèo chúng ta chạy lên trước. Rồi phía cần xa quyết định di chuyển rồi. Còn không? Còn người không nắm? Còn nắm bắn đọc vị trí lên em. Bò của chúng ta bắt đầu thu vào. Vòng bò này cũng chưa phải là vòng bò giật điện nhiều máu nhất, nhưng chúng ta vẫn cần phải di chuyển vào sớm hơn. Thường là nếu mà gặp địch ở khu vực sát vòng bo đang vào thì team em coi lại quyết tử quyết sinh không, hay là chọn phương án an toàn là chạy vào bo trước? Kệ bo ạ. Kệ bo đúng không? Clear bằng được sau đó di chuyển tiếp cho an toàn. Trước mặt này SE trên đồi luôn này. Cũng may là các bạn nữ của chúng ta, bạn Khánh Vy chúng ta bắn rất là tỉnh táo, chứ không như một số bạn nữ anh ấy ở gốc cây kìa thì đúng là không biết là gốc cây nào mà để xử lý. Ê đây, chắc vừa mà. Ờ, như đang sao tranh tôi vừa thấy một pha ném lựu thì phải. Kia rồi, hai người. Đồng đội khá là xa thôi, ai anh nghĩ là chưa chưa nên nổ súng vội. Vẫn còn đủ 4 thành viên và còn 33 người. Nó chạy vào thung lũng nhá. Anh nghĩ khoảng cách này cũng khá là xa rồi, nên đợi đồng đội sát một chút thì đúng hơn. Đấy, nó có xe nữa kìa. Ui, nó cực kỳ tốt, 28 máu ra đi kìa. Lái xe đảo ngay đi chỗ khác. Chúng ta như thế đúng này, chúng ta có cả thành viên của quân đoàn WAG. Kia rồi, 60 máu, 80 máu, mất gần 100 máu rồi, và cố gắng phá tường băng thôi, đánh rất là tốt. Ôi ôi ôi, lần này đứt rồi, lại có tiếp tục một cái tường băng, là cố phun máu. Đồng đội của Cần Sa đã lên rồi, tôi nghĩ là kẻ thù sẽ ra đi chắc chắn rồi, không thoát đi đâu được, rồi thò đầu ra rồi. Phía Cần Sa bị trúng một phát thì nhìn vào đầu luôn thì phải. Mèo ơi. Ui, đồng đội không kịp cover rồi, đúng như tôi phân tích ngay lúc đầu. Đi hơi xa nhưng không xa, đồng đội của kia cần xa đã xử lý tốt phần còn lại. Bắn ai không bắn lại bắn cô gái đội, cô gái gọi là duy nhất của đội của họ, cho nên cả team phải trả giá rồi. Hiện tại duy nhất thì có phía xa của chúng ta thôi là đã phải lên bảng nhìn đồng hồ, còn lại ba người chơi vẫn còn nguyên. Vì lúc em tập trung bắn với từng băng kia thì đồng đội họ đã di chuyển vòng ra sau rồi, chưa kể hai người của team em thì lại chạy lên phía trước để xử lý luôn. Ồ, mình vừa thấy một góc kia trong nhà kìa. Đâu đâu ơi, cảnh ơi. Đi à? Ờ, gục rồi nhưng mà... Giết rồi. Không biết tên nữa. Còn 24 người. Tôi giết một thằng dưới này cover lên rồi. Thường bọn em khi mất đi thành viên ý, thì ví dụ mất đi một hoặc hai thành viên ý, thì tỷ lệ top 1 có cao không? Có. Có nghĩa là dù mất đi hai thành viên nhưng mà họ vẫn thi đấu vẫn có thể là 2 cân 4 đúng không? Chúng ta vẫn khá là đặt niềm tin vào trận đấu này. Chúng ta mới chỉ mất đi một người thôi, còn ba người còn lại họ thi đấu cũng rất là tốt. Trông chờ vòng bo và cách chạy vòng của team thôi, nó cũng là một cái vận may. Có vòng kèo không mèo? Có hai trái này. Kìa, phía trước toàn mèo có người kìa. Bên tay trái, mèo nhà xe. Thật là thật mèo chưa để ý thấy sao. Thấy rồi Tuska ra rồi. Ui, bật tâm vẫn rất là nhanh được cây máu ra đi. Tôi nhìn thoáng qua là 100 máu rồi. Bây giờ một pha đi lên đồi. Lên đồi cho quan sát xem xung quanh có địch hay không. Gọi luôn con mèo vằn ra rồi. Ui dồi, nhấp nhả liên tục. Vẫn đi hơn 100 máu rồi, nhưng mà địch vẫn còn. Rồi vòng ra sau bắn rất là tốt. Địch đang cuốn máu, ôi phía kia có 1 cân 2 luôn này. Tuyệt vời, mới mất đi có khoảng 21 máu thôi. Thật
thằng mèo nó làm thì nó khá là tốt, đã chịu hội là con mèo thu lại rồi. Hiện tại bất tâm xấy thẳng qua gốc cây luôn, sơ sơ cũng đã là 150 máu rồi, kiểu gì cũng đã nốc rồi. Rồi như rồi nói nốc luôn rồi, có thêm sự hỗ trợ của đồng đội nữa. Nhà cũng có người đang di chuyển ở tầm xa. Gặp ai gặp thằng mèo bắn bất tâm xấy nhấp nhả rất là tốt, lượng máu cố đi thường là một nửa máu. À, những pha xử lý tốt như này chắc là các bạn phải trả hát cũng như có sự tập luyện khá là nhiều để có thể xử lý được tốt như vậy. Sai giới thiệu. À, thân mèo này là bạn này tên là gì và ở thành phố nào của Việt Nam nhỉ? À, bạn này tên là Bùi Đình Tân ạ. À, ở Phú Thọ. À, Phú Thọ của miền Bắc đúng không? Vâng. Ôi. Bạn ấy cũng thi đấu trong team ở vòng bán chuyên. Ui, một người đã bị hạ rồi. Thằng mèo quyết định đi lên. Kiếm. Gặp nhau rồi sau lưng. Ô. À, không thu hồi lại chú mèo. Ô, lại gặp nhau rồi. Như chúng ta đang thấy chơi trò mèo đuổi chuột thì phải. Nhảy xuống đằng sau lại cũng bất lợi hay không? Sau ngay sau lưng của con mèo, thằng mèo phát hiện ra là người kẻ địch cũng đã nhảy ra sau cửa sổ. Rồi liên luôn, bỏng ra. Nếu mà bình thường mà đang thi đấu thì tôi sẽ bảo là cộng được thêm 20 điểm. Nhưng mà hiện tại chúng ta đấu rank thôi, chúng ta sẽ được tính thêm vào số kill của mình. Hiện tại đã giết thêm một mạng nữa là anh đã có 3 kill rồi. Thần mèo đến từ Phú Thọ. Có cột kính khá là gần, không biết bạn có ra loot không nhỉ? Chúng ta còn có 17 người thôi, hiện tại là team của phía xa chúng ta chỉ còn có mà lại giới đổi bò vào rồi, bỏ qua thính. Khải ạ. Bạn lại giới đổi bắn chết một thằng. Còn một thằng không? Một thằng gỗ lít nó chạy đâu. Thằng mèo bây giờ mới quay lại nút đồ. Thằng mèo thì không biết là hiện tại đang có danh gì nhỉ? Bọn cương, em đều kim là cương. Lên hết huyền thoại rồi xong phá. À, sau là chuyển sang bắn kiểu vui vẻ đúng không? Vâng. Có những trận là chín đồng đội chôn nhau để sau cuối cùng là tụt danh đúng không? Vâng. Khá là căng thẳng nhỉ? Thế là bình thường một người mà người ta chịu khó cày danh nhé. Sau đó một tụt danh là người ta cũng sẽ rất là bực. Nhưng mà team của bạn đã lên được huyền thoại với nhau rồi. Sau đó lại bắn vui trong chơi giải trí. Rồi, phía bên tay phải, tôi thấy phía bên tay phải. Phía cạnh và phía gần xa cũng đã đi vòng ra đằng sau rồi. Rồi người di chuyển, một người di chuyển chắc chắn sẽ phải bò. Mất đi 35 máu thôi. Trời ơi, hơn 100 máu nữa rồi, nằm luôn rồi. Tôi nghĩ là nằm luôn rồi, nốc luôn rồi. Triệu hồi mèo ra. Bây giờ vào sát đường bo thôi. Một cái chạy bo rất là cơ bản. Sát vòng bo trắng và vòng bo phía ngoài thu vào. Như vậy là địch có đi vào thì mình cũng phát hiện ra. Còn mình ở phía, phía ngoài này thì, thì không bị đội ở trong phía vực giữa bo quan sát được. Bỏ đi, đẩy lên luôn đi. Thần mèo quyết định đi ra sườn rồi. Bây giờ hiện tại là thần mèo và cảnh của chúng ta đi di chuyển sát luôn vòng bo. Không ạ, chưa mặt vòng nguy. Đấy, những pha chim lợn cực kỳ tốt đến từ phía xa. Cũng là một người chơi ở vị trí phù hộ thì nó cần những cái giác quan như vậy. Vô kéo cùng không? Lút cho mình những phần thưởng thôi. Ui, một pha nhìn sang ok, hai người, một người đang bắn lên phía thần mèo rồi. Thần mèo quay lại, không phải bắn thần mèo mà là bắn phía cạnh. Nhưng mà thần mèo sẽ tiếp tục hạ thêm một người nữa. Không, một người đã di chuyển ra phía sau rồi. Thần mèo đang bị bắn, đường đạn hình như là phía trên đồi đi xuống. Cả hai bên cùng bắn. Khá đáng tiếc khi phía cạnh đã bị hạ từ trước đó và không co vào kịp cho thần mèo. Bản thân chúng ta bị trừ đi 40 điểm, ván này chúng ta được cộng thêm 9 điểm. Vẫn âm 31 điểm. Tiếp tục chúng ta đến với trận đấu thứ 3. Và đấy là trang phục của team của phía xa, khá là rực rỡ. Cái bạn đeo kính kia thì rất là thời trang. Quả tóc thì đúng kiểu gọi là chất chơi.
Tôi nhìn màu xám xám này lúc đầu tôi liên tưởng đến cái bộ hacker hồi đầu cơ. Bộ cấu trúc này, thêm nữa là bộ kia xăm trổ, súng skin các kiểu. Không bảo các bạn sẵn sàng để chuẩn bị vào trận tiếp theo. Má bị dính cho bơm keo mèo ạ. Từ ngày ra có thêm chú mèo thì em thấy game nó như nào? Hoặc có thêm chú mèo đấy thì trong trận nó sẽ cảm giác như nào? Mất cô đơn. Mất cô đơn. Chúng ta đi theo. Trông thú vị và sinh động hơn đúng không? Thêm chú mèo thổ vằn chạy theo rất là cute. Chúng ta đến với map đảo thiên đường. Ở đâu? Vẫn là đảo quân sự. Có vẻ như là bạn Khánh Vy cũng khá là có duyên với đảo quân sự. Như 3 trận liền đảo quân sự. Và đường bay vẫn như cũ luôn. Tôi thấy đường bay không khác gì lúc nãy cả. Vẫn là đi qua khu vực kho quân sự. Lần này thì gần hơn. Tôi nghĩ đường bay sẽ thẳng luôn. Liệu có những pha giao tranh ngay từ đầu tại kho quân sự không? Kho quân sự cũng khá là hên xui. Lúc thì không có ai, lúc thì rất là nhiều người. Cho nên là sự may mắn. Sự may mắn sẽ có kèm theo cho các bạn của phía sai hay không? Kho trên nhá. Kho trên. Cần phải có người. Có người này, trên đạp trích luôn này. Lại có 4 người đang nhảy cùng với nhau, cùng một hướng. 4 người. Và tức là đều nhau. Hai team. Mở rú rồi, tất cả đều mở rú rồi. Quan sát xung quanh rồi có ai không? Tôi vừa thấy một cái bóng đằng sau thì phải. Hình như là có một team địch nữa. Nếu tôi không nhầm. Đúng rồi, đã có. Ui, đã có những pha cầm shotgun đi bắn dã liên tục rồi. Liệu có ai mất máu chưa? Chưa nhìn thấy ai mất máu cả. Hiện tại mới có người vị trí số 2 đã mất đi cho mình hơn một nửa cây máu rồi. Còn bây giờ, phía sau của chúng ta đã có đầy đủ shotgun và cả súng trường nữa. Một khẩu pha mát nữa lao lên và lấy những mạng cho mình thôi. Hình như là không kịp, đồng đội đã xử lý hết rồi. Phía dưới nhà kho vẫn có người. Tôi vừa thấy hiện lên những tiếng súng ở khu dưới nhà kho. Sai vẫn còn bẩn máu mày. Tính máu. Đây, phía bóng đã bắt đầu chia sẻ máu cho đồng đội của mình, hồi lại những gì đã mất. Bây giờ thì mũ giáp đầy đủ, sau đó là xuống xử lý những thành viên cuối cùng. Ở V40 rồi, pha mát rồi. Giờ này thì không ngán ai cả. Ở phía bên tay phải khoảng độ hướng 165. Quyết định truy sát hay không? Thần mèo, vẫn còn một người nữa, tôi vẫn còn một người nữa. Không, như vậy là phía xa đã xử lý nốt một pha gọi là KS trắng trợn của đồng đội. Không biết là sắp tới Tết này thì trong quân đoàn em thì có những cái sự kiện gì cho thành viên hay là cho quân đoàn mình không nhỉ? Chắc là sẽ tạo cốt tầm cho mọi người thôi. Đúng rồi, trong Tết này mình thấy rất nhiều các giải đấu, các cốt tầm của các quân đoàn diễn ra liên tục. Trong những ngày Tết anh em mình thì cũng làm lúc là phê pha rồi, chúng ta làm 1-2 trận và là có thêm một tí giấm vào thì chúng ta sẽ thi đấu nó máu lửa hơn và có thể là gọi là bay bổng hơn. Có một cây nấm 1. Mà không có cái giáp nào luôn. Tiếp tục cho mình thêm các linh kiện phụ kiện cho súng rồi. Lưu ý là bạn còn chưa có giáp nhé. Chúng ta ít nhất phải có một cái giáp 1 cho nó cộng thêm cái độ chống trả, chống đỡ sát thương. Lần này chúng ta còn 33 người.
Và ngay những thời điểm ban đầu thì phía xa đã cho mình thêm một mạng nữa. Đồng đội còn lại cũng đã xử lý nốt 3 mạng còn lại của một team nhảy cù ở khu vực kho quân sự. Không may mắn cho họ thì họ phải đụng độ phải phía. Di chuyển vào trong nhà. À, khi các bạn hay lao danh về đêm khuya ấy, thì các bạn thấy có những lợi ích gì khi chúng ta lao danh về thời gian đó? Gặp được các team cường, rèn luyện ở tay. Cọ sát đúng không? Vâng. Ồ, chúng ta có thêm khẩu SKS kìa. Mình cũng rất thích khá là thích chơi SKS. Sát thương nó lớn. Có máu chưa nhỉ? 29 người nữa thôi. Ta có thêm một quả pháo nữa. Pháo này mày. Khu vực đập thủy điện là kho quân sự. Bây giờ các bạn ấy di chuyển từ đập thủy điện lên trên thôi. Tôi nghĩ là thần mèo cũng đang lót nốt lút nốt những cái nhà khu vực ở dưới dãy sông, và sau khi xong thì các bạn sẽ di chuyển ở dưới dông để sang bên kia. Tám bình máu rồi. Cái khu vực vườn chuối này của chúng ta thì khá là lộ liễu. Nếu có một hai team ở phía sau cái cột tháp kia thì khả năng cao là chúng ta sẽ bị nốc rất là nhanh. Khá là may mắn khi ở khu vực này sẽ không có ai cả. Phía xa lại tiếp tục vào trong nhà của nơi mà chưa có ai loot, loot nốt phần đồ còn lại. Đấy, ví dụ như tôi mà thấy AK rồi vứt hết các súng đi, tôi chỉ cầm AK thôi. Thêm một khẩu thủ liên nữa. Chữ L rồi. Ui, ba lô ba thì phải. Đúng rồi, đây là ba lô ba. Ba lô ba đã hiện lên chú thỏ khá là đẹp. Thế lại có thêm phụ kiện nữa. Bằng keo. Có bốn ấy chưa? Sao rồi? Chưa. Trận này có vẻ là cũng khá là nhạt. Khi ông tôi vừa nói xong đã có một trường hợp là nổ súng ở gần đó rồi. Phát hiện ra kẻ địch rồi. Ui, X4 kìa. Ui, bị bắn, phía xa bắn rất là. Ui, phía xa bị bắn, không biết là bắn từ đâu. Tôi nghĩ là ở phía bên trên đồi rồi. Dựng bò keo. Không kịp dựng bò keo rồi. Xong nhà lờ, nhà đá. Ôi, người chơi ở trận thứ 2 đã xử lý xong một người. Còn bây giờ là phía cạnh, lục soát từng nhà một. Nhà đá khó hả? Khá là đen cho phía xa của chúng ta thì đã ở một vị trí khá là hở hênh và hình như có một viên đạn về sau là bay luôn vào đầu, cho nên là đã bị nốc ngay lập tức. Đồng đội đã cố gắng cứu nhưng mà kẻ địch quyết định là clear bằng được. Như vậy là một người nữa, đó là người chơi vị trí số 2 của team phía xa đã phải ra đi rồi. Hiện tại lại như trận trước, chúng ta sẽ có thần mèo và phía cảnh, hai người chơi khá là hợp tình hợp lý với nhau. Ôi, nhưng mà một điều đáng tiếc là thần mèo cũng đã bị đông rồi. Và thần mèo cũng đã phải nằm xuống. Tôi nghĩ là không ai cover, không ai cứu kịp vào thời gian này rồi. Nó không. Hai thằng. Ui, cả địch còn an toàn hơn là ném thêm quả lựu vào nữa chắc cú. Thì cảnh sẽ làm gì đây? Hiện tại nó có 6 người theo dõi phía cảnh. Cảnh chọn phương án an toàn, ngồi trong nhà thôi. Nếu mà địch mà phát hiện ra thì sẽ phải bắt buộc phải công nhà, nhảy ở cửa sổ di chuyển đến khác cũng tạm ổn. Vì bây giờ đang đấu danh cho nên chúng ta quan trọng vào thứ hạng. Giải đấu vừa rồi thì bọn em xếp team em vào bán chuyên, team em xếp thứ hạng bao nhiêu nhỉ? Bọn em là bán bằng B, xếp top 5. À, top 4.
Thua team Big C 5 điểm. Ôi, khá là đáng tiếc đúng không? Big C khi vào đến chung kết vòng chuyên nghiệp họ thi đấu cực kỳ tốt. Sao nó không lúc đầu ấy? Tôi đang thu hình em được cảm thấy đến chất từ nhập qua bên nhà xe hàng bắt tôi gửi lên dòng điện. Thì cảnh vẫn quyết định ở trên nhà rồi, không cần nhà máu luôn hay là đồ đã full rồi, ba lô cực kỳ gọi là đắt giá. Nếu như may mắn hơn ở một bán chuyên mà team em được thể gọi là 10 điểm nữa đi hoặc là một mạng nữa đi thì chắc chắn đã vượt qua được team Big C rồi, thì chúng ta đã có mặt vào chung kết, và biết đâu khi đó là tình trạng chúng ta sẽ thi đấu hưng phấn hơn, tốt hơn. Nhưng mà không sao, chúng ta mới kết thúc mùa 1 thôi, chúng ta còn mùa 2 và rất nhiều mùa tiếp theo. Hy vọng là team Phi chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tham gia và giành thứ hạng tốt hơn. Bạn online kia là tên là gì nhỉ? Và bạn ấy đến từ đâu? Bạn số 2. Số 2 đấy. Bạn tên là Nguyễn Võ Yến Linh. Ôi, là một bạn nữ luôn à? Vâng. Nguyễn Võ Yến Linh thì bạn này trong nam thì phải. Vâng. Tôi cũng có kết bạn với cả bạn Nguyễn Võ Linh thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm. Hồi trước là WG Ali. À. WG cũng là một trong những tên tuổi lớn của trong cộng đồng Free Fire, cũng như là 108, GAV và nhiều quân đoàn khác nữa. Cảnh vẫn đang khá là an toàn trên khu nhà này, nhưng mà khá đáng tiếc khi Cảnh chỉ có một mình cho nên Cảnh không thể nào thể hiện được cái khả năng sát thủ của mình cũng như khả năng cân tim được, bởi vì một con này nó không thể làm nên mùa xuân, cho nên là Cảnh chọn phương án rất là an toàn, ngồi trên nhà đợi vòng bo đến và sau đó là chạy bo thôi, cố gắng để lại thứ hạng tốt nhất cho đồng đội của mình. Đó là một cách thi đấu rất là hay. Hiện tại chúng ta còn có 19 người. Bo rồi. Hy vọng là gốm sẽ không có ai. Đúng như tôi dự đoán là gốm không có ai, Cảnh ra hồ mới đi tung tăng rồi. Chứ không một vài viên đạn bay xèo xèo qua là chúng ta biết là có rất nhiều khả năng là sẽ clear bị cả team. Ui, hiện tại phía trước của phía Cảnh rất nhiều thính. Tôi nhìn sơ sơ là có 2 cái thính, 3 cái thính kìa. Nếu anh có đi đớp thính không? Thính như các bạn đã biết mang lại rất nhiều vật phẩm. M79 này, giáp 3 mũ 3 hoặc là giáp chống nổ này. À với kem à, phía dưới có 2 xe như vậy chắc chắn là đây cũng sẽ giao tranh rất là nảy lửa rồi. Một cái xác không biết còn lại gì cho phía Cảnh không? Vừa nói xong thì phía trong nó có những viên đạn đầu tiên rồi. Nếu như không cẩn thận thì phía Cảnh cũng sẽ là một con mồi cho những team ở phía bên trên. Một người đang chạy xuống phía Cảnh có thấy không? Hạ đông luôn không? Mất đi khoảng 70 máu rồi, 80 máu rồi. Không hề biết phía Cảnh bắn từ đâu cả. Và tất nhiên người này sẽ bị ra đi và lên bảng đồng hồ rồi, chắc chắn điều đó. Thêm một mạng nữa để cho phía Cảnh. Một pha dựng đường băng không chính xác. Và một pha phán đoán hướng đạn cũng không chính xác. Tiếp tục có một cái xe đến phía xa, chúng ta đang rất là tập trung để xem có những góc nhìn rồi là những chi điểm tốt cho đồng đội. Khi chúng ta chết thì không phải là hết câu chuyện, chúng ta phải ở lại làm chim lợn cho đồng đội. Ở phía bên tay trái của phía Cảnh đang có một người. Tiếp tục là thính lại rơi vào đầu. Trận đấu được càng ngày càng nhiều thính. Có 2
20 máu rồi. Nhưng phía cảnh đã bị phát hiện rồi. Chắc chắn là đường đạn vừa rồi đã kẻ địch đã phát hiện luôn. Kể cả có giảm thanh thì chúng ta nhìn được đường đạn, hoặc chúng ta nghe âm thanh tốt một chút chúng ta phát hiện ra địch xem ở đâu. Dựng cho mình tường băng rất là nhanh, chắc lên xe di chuyển rồi. Thì cảnh cũng rất là kinh nghiệm, đi thôi chứ không ở lại một chỗ cũ. Ở trong khu thung lũng, khu này cũng khá là nguy hiểm, bởi hiện tại phía cảnh có một mình thôi. Trận này mà top 1 thì xứng đáng. Biết đâu về cuối có hai team giao tranh, sau đó là phía cảnh ra xử lý nốt những phần còn lại. Bò đó đã vào rồi. Phải di chuyển rất là vất vả, chạy bò cong mông lên. À, sorry bạn, đúng một cái dây này. Thường thường thì em chơi em sẽ dùng combo gì khi tham gia vào trận đấu? Em là Pharmac với MB 40. Cái combo đấy hiện tại đang sức được rất nhiều người sử dụng. À, ngoài ra thì em có thích dùng shotgun thay cho MB 40 không? À, không ạ. Sọt gan thì sát thương cực kỳ lớn, nhưng cái độ yêu cầu chuẩn xác thì cao, tại vì xử lý mà không nhanh, trượt một hai viên là phải thay đạn rồi. Lúc đấy địch mà cầm tiểu liên hay là súng trường thì vã, thì chỉ có chúng ta chỉ có mất lợi thế và chúng ta sẽ phải nằm xuống thôi. Đấy, tôi nghĩ góc này mà cầm AVKM hoặc là K98 lắm thì thôi rồi. Bật tâm lia xem có người hay không. Vòng bo chúng ta chuẩn bị những vòng bo cuối rồi. Vòng bo bây giờ đang thu lại. Phía cảnh đang chọn cho mình cái điểm gần nhất giữa vòng bo ngoài và vòng bo trong để di chuyển. Sự tính toán rất là hợp lý trong thời điểm mà chỉ có mình thôi. Không phải đợi lâu, phía bên tay trái của... Ui, tôi biết ngay là có người trong nhà rồi. Tôi biết là vòng ra sau tảng đá đi. Bây giờ chỉ có vòng sau tảng đá thôi thì mới an toàn được. Đúng ngay mà. Vòng đá sớm hơn thì chuyển vòng đường khác thì tôi nghĩ là vừa rồi phía sẽ có một pha an toàn hơn, nhưng rất tiếc tình cảnh của chúng ta anh đã không thể nào đem được mùa xuân. Tiếp tục một trận đấu nữa của chúng ta, tại ngày chúng ta sẽ không có một top 1 trong ngày hôm nay thôi. Đã đủ số lượng 4 người rồi. Xếp hạng theo cuối cùng của chúng ta có đi về trịch luôn 744. Có vẻ một trận đấu khá là gắt so với những trận đấu trước rồi. Thằng mèo đang biểu diễn để ăn mừng. Mèo mắt to của chúng ta đã, không biết là nhiều anh em đây đã quay được chưa. Tôi khá là tốn nhiều vàng với cả nhiều vòng quay của tôi để có thể lấy được chú mèo đấy về. Tiếp tục đường bay chúng ta sẽ kéo dài từ đèo đá cho đến là tiền đồn. Chúng ta vẫn là làm thông lên trại đồng tháp, khu dân cư, khu quân sự thì khá là xa. Nếu như khu quân sự thì chắc chắn phải di chuyển đường bộ rồi, không thể nào di chuyển mà được hàng không nữa. Không lỗng đi, không lỗng đi. Lên đoan hết rồi mà sợ gì. À,
Pha mà dùng rất là sớm. Như vậy là một người sẽ loot ở phía ngoài, ba người sẽ vào phía trong rồi. Có luôn ba lô hai, mũ hai luôn. Thêm giáp hai nữa, đủ bộ đồ hai. Chúng tôi vừa có một khẩu súng không? Vâng, K98. À, nói chung là lúc đầu xuống anh nghĩ là có súng nào thì mình sẽ sử dụng súng đấy sẽ tốt hơn chứ. Hay là vì khu này cảm giác clear rồi cho nên là mình có được quyền lựa chọn. Một loạt súng đã được cho lên trang bị rồi. Thưa một đèo 4x nhé. Cầm đi, cầm đi. Cái thời điểm đó chơi Free Fire em gặp khó khăn nhất về vấn đề gì? Thời điểm mà em chơi với bạn thì mọi người không thích bạn với em. Mọi người sợ gánh nặng đúng không? Kéo tạ đúng không? Em chơi gà rồi. Tụ với đồng đội thôi. Vào trong kho xem còn gì để có thể loot được nữa hay không. Thế rồi, thế rồi. Còn cái bán lừa hai này. Xuống làn thông đi. Mất đồ nha, nhờ lờ mất đồ nha. Cảm tìm bắt đầu xuống đây rồi. Còn ấy sao? Dưới đấy. Còn. Còn đồ. AK tầm sát thương cực kỳ lớn, cộng thêm là trang bị một loạt kìa. Một món kẹo. Lại tiếp tục một thêm một khẩu AK. Đấy, người chơi của chúng ta cũng ít khi đặt mìn hoặc là khi nhặt được mìn chúng ta sử dụng luôn nhỉ. Chúng ta thường để dành phía cuối nhưng mà phía cuối thì hầu như ít tác dụng có thể dùng đến được. Đã từng đập mìn và có hạ được ai bao giờ chưa? Rồi. Đã được rồi. Và ở solo thì người ta không cứu được thì hạ luôn. Đúng rồi. Thì tôi cũng thường xuyên chơi nhưng mà đập rất nhiều lần nhưng chưa ai dẫm phải. Hiện tại chúng ta là 34 người. Phía cần sao vẫn chưa có thêm một mạng nào cho mình nữa cả. Cả luôn rồi. Nhà hôm nay lại có cái hàng. Đưa một cái vô ích. Ê, cho em đi, cho em đi. Em vứt rồi. Tuổi mà. Ok, thấy rồi. Tìm lần này các bạn tập trung đi với nhau rồi. Nhà rồi. Cảnh mất máu cơ. Khu vực nghĩa địa này mới nhưng mà rất là nhiều máu. Mặc dù tên là nghĩa địa nhưng mà mình thấy là ở đây khá là nhiều máu để cứu người. Khu vực làng trài phía xa nữa. Trong nghĩa địa luôn này. Mấy quạ này đã phát hiện ra một người trong nghĩa địa rồi. Một pha sau gốc cây quan sát. Di chuyển tiếp tục vào trong. Bên tay phải, bên tay trái một pha vừa rồi mình thấy một chấm đỏ bên tay trái của phía xa. Đi, đó sao? Sao
sau còn sau trong khác. Ồ, một người đã bị hạ, một người đã hạ bạn võ Nguyễn Linh của chúng ta. Ho trong cả mà. Vừa rồi một pha chỉ điểm chưa hề tốt, còn hai người còn lại họ đã chưa lên cover. Chỉ còn một mình phía xa chạy loang quăng cùng nghĩa địa này thôi. Thấy rồi. Đã phát hiện ra rồi, một chấm đỏ, hai chấm đỏ. Ô, bắn luôn, tôi nghĩ là bắn luôn. Rồi vẫn khoảng độ 24 máu, 36 máu rồi. Năm rồi. Ôi, nhưng phía cảnh nó rất là thấp máu. Ba thằng. Chỉ có lại thân mèo thôi. Ôi. Ba đang tiếc. Khi phía xa của chúng ta cũng đã bị bắn từ đằng sau. Má rồi. Bị kẹp kìa. Đồng đội thì không thể nào cứu được, tôi nghĩ cách khoảng 90 mấy mét thì bây giờ không thể làm gì hơn được. Mày là đi ô tô rồi mày là kịp cứu được. Còn nếu không thì kịch bản lại tái diễn một lần nữa, lần thứ 3. Còn lại thân mèo với cả bạn cả. Chú mèo đã biến mất rồi. Và tất nhiên là phía xa chúng ta đã phải ra đi. Hiện tại có thân mèo và phía cảnh. Hai anh sẽ làm gì đây? Lần này thì cảnh đỡ cô đơn hơn chứ có thằng mèo bên mình nữa rồi. Để thêm một cây nấm nữa, bỏ qua. Cứ thầy giáp đi. Giáp vừa rồi là giáp 1, giáp cũ của mình cũng hỏng rồi. Giáp cũ được giáp, à đây đã đổi giáp rồi. Tôi chưa kịp nhìn nó bị hỏng bao nhiêu phần trăm nữa. Đấy. Trên nhà nó bình máu rồi. Vẫn đang ở làng cốm. Có một chiếc xe Jeep. Mà thời điểm này tôi nghĩ là cũng hạn chế lái xe. Có hai người thôi. Tìm các họ bốn người họ công thì rất là gắt. Hiện tại các bạn thấy là team của phía xa bắn cũng khá là ổn, nhưng vào đường danh thì các bạn biết cái sự cạnh tranh nó khủng khiếp như thế nào. Em chưa là danh có bao giờ game bỗng nhiên mà bị đồng đội mắng không? Không ạ. Có ạ, em bắn bỗng nhiên rồi anh ơi, anh chờ em đi. Tôi nghe thấy một tiếng cười của bạn Linh thì phải. Không có bông keo nghe mèo nữa ạ. Thế hình như là vừa rồi có một nhân vật của quân đoàn VF đi ăn một tổ chức các giải với những bướm sinh, là một số giải khác. Trận này có vẻ căng thẳng đây, tập trung rất nhiều nhân tài của các quân đoàn ở trong một trận đấu. Trận này tốt một thằng mèo ở phía cạnh, liệu hai anh có làm được cơm cháo gì không? Phía xa vẫn đang cố gắng trong vị trí chim lợn của mình. Giá đỡ này, dư hai cái luôn. Ba cá luôn. Dạ, tập thể con ngủ kìa. Vã. Ủa vậy? Ủa. Ừ. Tại hai chiếc vây chụp mà. Chắc trong tim mà. Bỏ bắt đầu xuống sát vào rồi. Sau sao không kê của điện này. Ui, mày bắn để sao? Nhẹ ra ngoài luôn. Đó thần mèo. Đây chỉ là lấy thêm một số đô lạc thôi. Ủa, hai người với nào khá là ngoài khu vực vòng bo và vẫn chưa có ý định quyết định di chuyển vào. Đánh bo chăng? Bo này bắt đầu khá là đau ấy, không phải là bo thường đâu. 1-2 viên mà đứng ngoài bo nữa chắc là nốc luôn. Dầm bài máu. Thêm một quân đoàn của GAV có người trong team này nữa. Căng thẳng rồi đây. Tôi nghĩ trận này tỷ lệ khá là khó cho cảnh cũng như là thần mèo có thể lấy được top 1. Hiện tại chỉ còn 14 người thôi. Hình như 3 trận gần đây trận nào các bạn ấy cũng ở lại khoảng chỉ còn có khoảng 14 người trở xuống. Ơi, bị kẹt cay vãi. Cái này đổ gì mà. Cái đổ gì vậy. Cái đổ gì đâu ba. Ờ gì ta, ông Hoàng, ông Sa Cam, ông Sa đâu có sao xe phone được đó đúng không? Đón xem. Không được.
còn thi. Đây em bảo không được, tôi không cần đón. Thằng mèo chúng ta cũng biết là chia sẻ bạn em Phú Thọ. Tính ở phía trước thì khá là xa, nghĩ là không lấy rồi. Vai, tay. Ôi giời lỡm ơi. Giao hai này cảnh hơn. Đập. Điều bán gặp tôi riêng đây. Kệ nó. Cứ sang bòi nữa. Không biết cung đoàn em ở Hà Nội thì đã từng off lần nào chưa? Cảnh đẹp trai mà, sợ gì? Đúng không cả? Off đợt... Off quân này làm rock ạ. À, đợt rock làm giải mà các bạn tham gia đúng không? Vâng. Team các bạn là ngồi sát cửa ra vào đấy đúng không? Vâng. Hồi đấy mới nhận ra. Từ mèo ơi. Một từ từ rồi. Chậm nhất có thể. Tiếp tục cây nấm một nữa. Rồi phút cuối rồi. Còn có 13 người. Thằng mèo có một động tác gọi là cười hớ hênh. Có bao nhiêu viên đạn ấy cảnh? 200 mấy. Vãi bò. Vào nhà luôn. Chuẩn bị có đạn bay nè. Hả? Cái gì? Chuẩn bị có đạn bay. Qua đĩa cam cả. Ồ, trước mặt này. Trước mặt có người. Ui, thì có mặt tâm sấy luôn kia và là người giành chiến thắng đó là thần mèo cộng thêm sự góp phần của phía cảnh nữa. Bây giờ họ ra rút lại phần thưởng của mình thôi. Thần mèo phía cảnh nếu như các bạn tham gia sau người tỷ lệ cao các bạn sẽ có một thứ hạng tốt cho mình. Thì tôi thấy hai người này khá là phối hợp, khá là ăn ý với nhau. Ngoài ra thì họ có một cái khá đặc biệt khi team đúng không ạ? Chết đi hai người và chỉ còn lại hai người thôi. Thần mèo và cảnh. Còn trận thứ ba chúng ta chứng kiến cái điều đó. Cái đồ sao chia đồ đâu? Đấy thì. Thần mèo đúng ngoài. Có đây, có đây. Đúng ngoài và sao để xem một kẻ địch vào hay không? Keo này. Cảnh ơi vào đây. Không còn gì không? Còn máu không? Thần cảnh. Đây, vào đây. Thần mèo và cảnh có điều ở trong nhà rồi. Còn 11 người nữa thôi. Trong khu nhà kho. Sao lên bán được. Bây giờ mọi thứ đều yên tĩnh. Tôi thấy trận đấu bị trầm xuống khi mà hai thành viên còn lại của kia đã bị loại và họ bắt buộc phải chơi chiến thuật rất là an toàn để cố gắng là được hạng danh tốt nhất có thể. Cho nên là chúng ta chưa thể nào thấy được những pha xử lý mát nhãn đến từ người chơi và những pha xử lý kỹ năng highlight của họ. Hiện tại có một xe lam đã chạy qua rồi. Thần dù biết nhưng mà bỏ qua. Hiện tại nếu như bắn vào xe đó mà có các team cam ở khu vực cận họ sẽ phát hiện ra vị trí và tập trung vào đó nhiều hơn. Và khả năng mình sẽ tăng rất là nhiều. Và bật tâm thấy ngay trên nóc nhà một bạn tự bắn dựng lên thì không biết kẻ địch ở đâu cả. Không, kẻ địch đã phát hiện ra rồi những đường đạn bay chéo đầu của Garena. À, một pha đường đạn bay chéo đầu, tôi nhầm một chút của thần mèo. Còn. Còn tụi JV đứng trước mặt luôn, tụi nó đang không JV mà. Rồi biết gì tôi trong tâm luôn. Thằng mèo chúng ta đã 43-3 rồi. Thêm một ít chữ lượng máu nữa. Chúng mèo vàng đang chạy theo. Và xoay người để quan sát lấy tầm nhìn. Bệt rồi, làm gì được nó đâu. Hiện tại vừa rồi được pha chim lợn của bạn mà phía xa. Thần mèo đã biết là bên tay phải mình hình như cũng đã có người. Còn đây là chiếc cầu định mệnh. Có vấn rất là tốt thôi, 100 máu rồi, 140 máu rồi, khá là yếu rồi, 1-2 viên nữa rồi là sẽ thành công. Lúc biết là thần mèo thì cảnh sẽ xử lý như thế nào đây, hình như là họ không có sự tương tác với nhau. Họ có định ở trong nhà rồi.
Tiếp tục người sau gốc cây đã bắt đầu cố gắng chạy, chạy khỏi vòng bo rồi mất đi lượng máu khoảng một nửa cây máu rồi, sau đó đưa ra lại mất đi khoảng 150 máu nữa rồi. Như vậy anh còn khoảng hơn 40-50 máu rồi. Hai viên đạn nữa mà anh không có đủ đồ để bơm máu thì hai viên đạn nữa là anh đã ra đi. Ui, một pha bắn cực kỳ gắt, chỉ mới mấy viên đạn thôi mà thần mèo của chúng ta đã nốc ngay lập tức. Và giáp của anh chỉ còn lại hơn một nửa thôi, giáp mất đi 60% rồi. Bên chỗ cầu, bên chỗ cầu, bên chỗ cầu. 40% giáp, máu bắt đầu được cuốn lại. Silver một thằng nhảy xuống rồi. Nhưng mà khá là đen khi vị trí của anh đã bị lộ rồi. Đồng đội anh cũng vậy. Một thằng móc ra kìa. Còn có 9 người thôi. Liệu thần mèo cũng được, có thể là nó điều gì không? Có mình mà, từ từ thôi. Có dưới cầu này. Kêu, thấy không, thấy không, bò không biết là sẽ về đâu. Bò ở giữa luôn khu vực của thần mèo và cảnh cả này cắm cò tiếp tục có sự giao tranh. Ở phía gốc cây xa xa thần mèo đã quan sát thấy đã có kẻ địch rồi, mà tầm xa thấy rất là tốt, mất đi 19 máu. Vâng, bắn tới thấy tầm rất là tốt liên tục, nhưng mèo lại đã bị nằm xuống rồi. Mèo bây giờ còn tức tức máu, không biết cảnh có kịp ra cứu mèo không. Cảnh cũng đang ở rất gần, khoảng độ hơn chục mét thôi. Nhưng mà cứu ở giai đoạn này cũng rất khó khăn khi kẻ địch cờ địch ở ngay phía sau đã ra cướp đi sinh mạng của thần mèo rồi. Không, nhưng mà quyết định quay ra bắn nhau với cảnh. Cảnh đã quyết định giao tranh rồi, không cứu đồng đội. Vâng, nhìn rất tiếc. Cũng không thể nào về cuối khi họ không thể đạt được kết quả tốt nhất. Khi cả cảnh và thần mèo đều có những vị trí đứng không được thuận lợi và bị những team khác họ đông hơn về số lượng, họ công tập thể vào và đã giành chiến thắng. Hiện tại chúng ta đã còn 7 người còn 4 mạng thứ hạng dành cho team của Tiêu Sa như thế nào đây? Xếp thứ 3 thôi. Khá là đáng tiếc khi các bạn vào đến gần như là cuối cùng rồi. Mà vì kém về số lượng cho nên chúng ta đã gặp rất nhiều bất lợi, cũng như là cái khu nhà không phải là nơi thuận lợi để cho chúng ta trú ẩn khi chúng ta thiếu thành viên. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo, đấu cuối cùng trong buổi giao lưu ngày hôm nay cùng với Tiêu Sa, đại diện cho quân đoàn Phiêu. Lần này tôi hy vọng trận đấu cuối cùng sẽ mang lại top 1 và khán giả theo dõi. Các bạn ở trên màn hình trực tiếp, chúng ta có thể là được thỏa mãn những cái pha xử lý thật công hiến của các thành viên trong team của Phiêu Sa. Nắm bắt ra nhắn tin cho thằng Mập. Alice sinh năm bao nhiêu ấy? 98. 2000. Có lửa à? Có đi. Có lửa à? Các bạn, đã quay trở lại đây. Lần này thì chúng ta sẽ đến với trận đấu giao lưu cuối cùng. Hy vọng là trận này thì thay vì top 3, top 5, top 4 thì team của Phiêu Sa chúng ta sẽ thành một cái top 1 để giành đặt cho tất cả quý vị đang xem. Chúng ta cả GAV. GAV này hình như trận vừa rồi chúng ta có tham gia đúng không? Và chúng ta mời luôn một người vừa tham gia trận đấu vừa rồi xong. Và các gương mặt thân quen cũng như là phía cạnh khi cần xa. Thần mèo chúng ta đã tạm thời lui về ở miếu rồi. Gì đâu? Trận này chúng ta có một đảo thiên đường, đảo thiên đường cực kỳ rộng. Quyết định là nhảy ở khu đảo nhỏ của biệt thự. Khu đảo này cũng khá là kiểu 50-50, nó giống như cái đảo quân sự ấy. Khu quân sự của chúng ta ấy, khi mà nhảy xuống thì thường một sẽ là cực kỳ đông, hai là không có team nào cả. Cho nên là sự lựa chọn chúng ta dựa vào kết quả may mắn hên xui. Lần này với có sự góp mặt của GAV trịch thì bọn chúng ta, tôi vừa nói xong đúng những gì tôi dự đoán.
một là nó sẽ rất đông, hai là nó sẽ không có ai và nhìn lên bầu trời, và rồi chúng ta thấy có quá nhiều người chơi đi. Vậy bây giờ ai sẽ là người tiếp đất? Một cái ba lô hai kia không có súng rồi, chúng ta bắt buộc phải di chuyển thôi. Lại ở dưới này quá là đen đi, tôi nghĩ là phải di chuyển cáp treo đi rồi. Đây là một pha lựa chọn cực kỳ an toàn, không có lựa chọn nào khác. Nhưng phía cảnh đã có một pha hạ gục rồi. Tại sao? Tại sao phía sau chúng ta? Nhưng phía cảnh cũng đã trả giá khi anh đã trang một tình trạng nông rồi. Chắc chắn là anh sẽ bị cờ liền nếu như không có ai ra cứu kịp anh hoặc là cover kịp cho anh. Phía cảnh chắc chắn sẽ ra đi khi anh còn quá thấp máu và các đồng đội còn khá xa anh. Một mình anh đã lấy đi một mạng. Khá đáng tiếc khi người chơi đầu tiên của chúng ta đã phải ra đi, đó là người chơi ở vị trí Alice, vị trí số 3 của chúng ta. Còn đây chúng ta chỉ còn lại có thân mèo và phía cảnh. Ở những pha hạ sát hàng loạt tại khu vực này đang diễn ra. Và thật đáng tiếc khi phía xa chúng ta chưa có súng. Một cái đen nhất của người chơi môn bắn súng nhảy dù này, và đặc biệt là Gala Free Fire. Xuống đầu tiên mà bạn không thể lót được đồ thì bạn sẽ phải trả giá. Thì xung quanh có người đang có rất nhiều đồ đạc. Tôi đến có hai khẩu súng đeo sau đằng sau lưng rồi, nhưng hình như người chơi chưa phát hiện ra mình đâu. Để an toàn thì phía xa của chúng ta vẫn di chuyển ra phía sau rồi. Thần mèo ở phía cạnh. Thôi bơm vô cái. Mày qua có một cái nhà ở trên đồi đá này giúp cho chúng ta có thể có thêm nhiều lượng đồ khác nhau. Trong nhà. Có quay lại đoàn tụ với đồng đội không? Và mát rồi. Thêm một khẩu tiểu liên nữa là trọn vẹn. Thêm những bình máu X8 súng cá mập. Bia chưa? Thằng mèo vừa rồi là trên bảng hiển thị đã có thêm một điểm hạ gục nữa cho mình rồi. Có rồi đấy cả. Thì gần xa cũng có một cái câu hỏi khá là thân quen. Đó là clear chưa? Hỏi rất giống tôi, hỏi đồng đội nhảy xuống khu vực nào đó đông người. Ủa, ê, like ở đâu vậy mày? Like ở team mèo này. Cẩn thận, tôi nghĩ ở đây nếu có vẫn còn một người nữa. Thế chúng ta cực kỳ cảnh giác. Có thêm kiếm chiếc mũ rất là yên tâm rồi. Bây giờ thêm một cái giáp nữa. Cây có người. Ê, có người. Đấy, tôi đúng như tôi ra cắt dự. Rồi chúng ta nghe thấy một chân kia. Giọt can, cháy liên tục. Nhảy lên, tôi nghĩ nhảy lên, không cần nhảy lên. Người chơi sử dụng giọt can, họ đã bắn được một viên rồi. Một viên nữa mà chỉ cần là trúng một nửa đạn thôi. Là phía xa chúng ta đã phải ra đi rồi. Không phải của mèo đâu. Đường đây bớt ngoài cái đầu túc. Túc mày kia luôn rồi bãi. Phía xa vừa rồi đã có một pha gọi là, tôi nghĩ là may mắn. Ra đây, bơm máu. Khi gọi là một pha cầm tiểu liên gọi là sấy liên tục vào người. Tiểu liên 3. Bây giờ khi đã có thêm một điểm hạ gục và lượng đồ thu về cũng khá là lớn rồi. Phía xa chúng ta có thể thoải mái tự do di chuyển đi các tòa nhà. Và sau đó là đoàn tụ với những người anh em ở bên kia khu biệt thự. Tiểu liên 3 này không lấy ạ? À? Có rồi. Sao ai còn người không ra? Câu nói có thể là mát lòng đồng đội nhất là clear rồi. Mát lòng, đừng thấy đau bụng không? Mát lòng. Khu vực này cũng đã lót đi rất nhiều đồ rồi. Đau bụng quá. Lút đi rất nhiều đồ. Cái pha vừa rồi em có bị giật mình, bị thót tim không? Elite thôi, mới chơi lại game mà. Mới chơi lại. Chúng ta chơi những trò này có những pha chúng ta hơi bị giật mình. Khi chúng ta đã cảm giác được yên bình của tòa nhà nó hung một phát, có một người lao vào cầm súng bắn vào phía mình. Và chỉ có một cái phản xạ gọi là tay bấm thôi. Tôi thì lúc đầu gọi là quen với game cũng nằm gọi là đầu năm 2018. Thời điểm đó tôi bắt đầu chơi Free Fire rồi. Có những pha gọi là tôi chưa hề quen, tôi bắt đầu vào game từ những con số 0. Có những pha giật mình mà tôi gọi là không kịp cả bán cơ, tôi còn ngơ ngác là không hiểu tại sao mình chết nữa. Sau này khi quen dần rồi thì tôi luyện được khả năng là khi mà phát hiện có người đi chéo qua mình thôi gái là đó là một pha bật nhảy cho nó hướng tâm về phía người ta và bấm nút bắn liên tục, không biết là mình cầm súng gì, đảm bảo là mình sẽ là người còn sống. Hiện tại trận này thì chúng ta mới chỉ mất đi một người thôi, còn lại ba người đó là cảnh và thần mèo, thêm nữa là phía xa. Hy vọng là rớt của những trận kia sẽ không xảy ra nữa. Rớt trận kia chúng ta mất đi hai người, chỉ còn lại hai người, hoặc là mất đi ba người chỉ còn một người. Hy vọng trận này chúng ta sẽ chỉ mất đi một người và chúng ta còn ba người đến với top 1 của trận đấu cuối cùng trong buổi giao lưu ngày hôm nay với Fia Sa đại diện cho quân đoàn Fia. Như vậy các bạn, như vậy
sợ quá. Trang bị cho mình thêm linh kiện di chuyển với các tòa nhà MP40, cũng gọi là khẩu súng ưa thích trong cái giai đoạn ở OB này. Chết rồi, không tháo được cái thùng ra rồi. Phía cảnh đã di chuyển lên phía trên. Ủa sao, địch ngu rồi mèo. Mà không tháo được cái thùng ra. Chúng ta vừa rồi có thấy rất thú vị khi thần mèo chúng ta có thêm một cái thùng trên người nữa. Ngụy trang kiểu Úc. Ngụy trang kiểu mới đấy anh. Style mới của em ấy. Chị em có vẻ là khá thích những ngôi nhà màu kiểu như màu hồng như thế này. Di chuyển thẳng đến luôn. What the hell. Sao nếu thấy cái thùng khác thì bảo mèo với nhá. Con nó không bỏ được cái thùng này. Bị lag rồi. Cái thùng di động như này thì khả năng cao là ở tầm xa thì họ bắn cực kỳ dễ. Có ai thấy cái thùng khác không? Khi xuất hiện cái bộ trang ví dụ như cái thùng phi này hoặc là cái bộ lù cây ấy, em có thấy ấn tượng với bộ nào không? Em vẫn ấn tượng với bộ lù cây hơn. Bộ lù cây đúng không? Bộ lù cây thì mình thấy là nó đứng ở một chỗ, ngồi một chỗ ấy, thì sẽ đảm bảo hơn. Hình như là vừa thấy có một người lướt qua. Sao? Hỏi anh Huy Hoàng VK em bao giờ bán cái quần này để mèo bỏ game vậy anh? Khu vực này còn đang rất ít người. Hiện tại chúng ta còn có 27 người thôi. Đây có người lũ đổ hay sao ấy? Ngờ mắt quá. Phía xa vẫn cho mình một mạng từ những giai đoạn đầu. Các bạn đã di chuyển theo men khu biệt thự và vòng với khu sát vòng bo nhất vẫn phong cách di chuyển cơ bản. Và phía trên là cáp treo, liệu có người nào di chuyển từ hướng cáp treo này lên hướng cáp treo phía mà team Fear đang ở hay không? Liệu là thằng này có lấy tấm không? Ôi, nhìn đã biết nhà này chưa ai vào rồi. Không tấm 1 súng đạn rồi, đồ đạc đều về. Tấm 1 thì thôi. Nhưng mà hình như là ba lô 2 đã full sức chứa rồi. Phía xa chúng ta vẫn chưa hề có cho mình thêm bộ giáp nào cả. Tôi nghĩ giai đoạn này thì cần có thêm cho mình ít nhất là một cái giáp 1. Khó. Lên tròi quan sát không, đúng không? Là phải cần cái tầm nhìn cho những pha gọi là cuối game như vậy. Bỏ đi là không cần thiết. Dưới này. Pha nghe tiếng chân rồi. Ba người, ba người chạy kìa. Liệu có bắn không? Ông hai đồng đội quá xa. Tôi nghĩ là không nên để lộ vị trí ngay thời điểm này. Chúng ta cũng bỏ qua thôi. Chúng ta phải cần biết là đồng đội của mình đang ở đâu để có thể nổ súng hay không nổ súng. Chỉ một sai lầm thôi là chúng ta có thể mất mạng và làm mất đi cơ hội tung một quả tim. Mèo dẫn mìn của nó rồi, bọn nó sắp qua lại. Đang quay lại, 3 thằng. Một lời cảnh báo dành cho hai người còn lại. Thằng nào vừa đặt mìn ở đây, mèo dẫn chúng rồi, thằng nào bắn tao đi. Thì sao chúng ta vẫn chưa hề có thêm cho mình bộ giáp này. Chưa, sao? Ôi, một pha đứng ở cửa nhà bắn cực kỳ tốt. Mất đi khoảng một nửa cây máu của kẻ địch. Hai người còn lại như vẫn chưa lấy được tầm nhìn và vẫn chưa có sử dụng. Tiếp tục những pha bật tâm, nhá tâm liên tục. Từ băng được lên những hai lớp. Từ băng và nếu như bắn băng đạn thì bắn đổ. Hoặc ít nhất là chúng ta sẽ đợi. Khi hết thời gian thì từ băng sẽ mất đi. Cảnh đã giúp được cho mình thêm một mạng rồi. Một người đã bỏ chạy liệu có kịp hay không? Lượng máu mất đi như được bao nhiêu máu liên thì phải. Tại sao mất 6 máu 7 máu? Không phải bằng pha mát mà tại sao lượng máu mất đi cực kỳ ít? Hoặc là tầm quá xa cho nên đường đạn đến nó không hề có nhiều. Trời, biết chưa? Phát clear toàn bộ team, một pha cảnh giác khi phát hiện ba kẻ đang di chuyển và một pha gọi là gọi hội để đánh hội đồng đã thành công của phía xa. Con mèo đó, đi bà. What the hell? Sao mình bị bơ vậy? Buồn quá
ui chết. Giảm thanh này. Đây rồi. Có hết rồi. Ui, giờ thì sau những thời gian đòi kém thì bạn phía xa chúng ta đã có thêm một cái giáp chống nổ luôn rồi. Khỏi cần giáp 1, giáp 2, giáp 3 nữa. Đúng là không cần phải thi đấu hay, không cần nhiều đồ. Về cuối cứ giết được kẻ địch cái là đồ đạc là đều hề, phụ kiện là full luôn. What the hell? What the hell? Tần này tôi 1 nhá. Không, tiếp tục chúng ta di chuyển vòng bò, chúng ta còn 19 người nữa thôi. Buồn tiểu quá. Mai mèo. Từ giờ đến mai mèo không uống nước. Không, buồn tiểu quá, buồn đại quá. Đang live stream. Anh em ơi, tôi buồn quá, làm sao đây? Top 1 để được đi đá động lực. Sao ơi, lên đây sao ơi. Sao ơi. Sao ơi, sao ơi. Buồn quá. Hy vọng dự đoán và cái vết nhớt của chúng ta sẽ không còn nữa. Còn 19 người thôi. Đồ đạc hiện tại với team của phía xa đã quá là đầy đủ rồi. Phụ kiện tôi đánh giá là mắc binh. Em chưa đủ anh ơi. Bây giờ thì không sợ ai cả. Quan trọng là vòng bon như thế nào và các đội di chuyển ra sao. Bên kia rồi, sao bên kia luôn. May mắn đến đâu. Quyết định đi qua cây cầu này có phải sự lựa chọn khôn ngoan hay không? Khi cây cầu này cũng tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm. Với vòng bon ám sát như vậy thì tôi nghĩ cây cầu này khá là an toàn. Nhưng ở phía bên kia có những ngôi nhà có thể có khả năng cao có team đang thủ sẵn ở đó rồi. Đấy, như tôi đã nói thì thường là các team họ sẽ sử dụng xe để chạy về khu vực đó. Sau đó là team nào mà không giữ được kiềm chế và nổ súng thôi là họ có thể biết được là team của địch đang đứng ở đâu và họ có những biện pháp xử lý cũng như là cách tránh để giảm thiểu sự mất mát lớn nhất và cũng có thể cho mình chiến thuật an toàn nhất để giành chiến thắng. Hiện tại thần mèo với cảnh đang di chuyển. Lên trò là ngon này. Cảnh thì ở ngay sau lưng của phía xa thôi. Lên trò được là ngon này. Ai có giáp như phía xa đã chia sẻ cần những người đàn ông có thể bảo vệ mình được mình. Cảnh hiện tại đang làm trọng trách đó. Thần mèo đã vào trong nhà rồi. Khu này khả năng cao là không còn có ai cả. Vị trí đứng bo là an toàn. Còn 15 người nữa thôi. Một người trong nhà gỗ không. Nhưng hiện tại cái hơi thiếu là trong team này. Không có người dùng M79. Mà về trước cuối thì những người chơi họ có M79 hoặc là họ giết được địch hoặc lấy ở thính được thêm nhiều đạn thì mối sát thương nó cực kỳ lớn. Và hiện tại thì đang pha bắn từ phía thần mèo. Phía xa vẫn đang ở dưới chân để quan sát xung quanh, là cố gắng đẩy lên trên tháp. Còn thần mèo vẫn tiếp tục bắn. Còn đây là phía xa bất tâm lên dây nháy đỏ rồi. Một binh đám vào tiêu của chúng ta của một team khác đã có cho mình một mạng. Phía xa bắn vừa rồi hình như cũng không mang lại nhiều lợi ích. Còn thần mèo cũng đã cấu đi lượng máu tối đa của kẻ địch rồi. Còn cảnh hiện đang vẫn đang làm vai trò quan sát ở phía dưới. Còn 14 người nữa rồi. Tiếp tục phát hiện ra kẻ địch đang di chuyển. Và bật cầm xấy liên tục cực kỳ chuẩn xác. Lượng máu mất đi 10 máu, 19 máu, 17 máu và 50 máu, tôi nghĩ là khoảng độ 70 máu rồi. Đấy, tiếp tục là những pha qua lùm cây với cái tâm đỏ thì kia thì làm sao thoát đi được. Lượng máu bắt đầu hiện lên rồi. Hình như có thể là tường băng. Tôi nghĩ là tường băng đã dựng ra khu vực đó. Thêm đạn à? Hai băng. Chép phiền bo có một. Hiện tại là xấy hết cả đạn luôn rồi. Thằng mèo vừa có một hành động xin đạn vì do pha công vừa rồi anh đã xấy hết toàn bộ đạn và tường băng của đối thủ. Tiếp tục còn 12 người. Ra ca dựng chúng ta khoảng 5 team. Xuống góp ít sát thương coi. Ui, một pha bật vừa rồi câu kéo khoảng độ hơn 50 máu của đối thủ. Tâm đỏ bắt đầu hiện lên nhưng tôi nghĩ đó là tường băng rồi. Bây giờ có phải tiết kiệm đạn không? Gần về cuối rồi. Số đạn của súng trường còn lại 42 viên thôi. Còn tiểu liên chúng ta còn đến 64 viên. Vẫn nghe tiếng đạn của chiếc thần mèo. Thần mèo vẫn đang sấy rất là gắt. Chết đấy, nó giết à? Em mình giết. Không. Bây giờ chúng ta phụ thuộc vòng bo xem bo sẽ di chuyển như thế nào. Còn 9 người. Cạo đầu luôn. Thằng mèo vừa có một pha bị hạ nốc xong.
và tiếp tục là một pha báo thù, kiểu mặt dựng lên liên tức, vòng bo đã dồn vào rồi, người chết bắt buộc phải di chuyển bên tay phải, phía xa đang có một người di chuyển, mất đi rất nhiều lượng máu rồi, tôi nghĩ là nốc luôn rồi, một phát nữa rồi, chưa hề nốc, vẫn chưa nốc được, khá là đáng tiếc, khoảng độ chỉ còn 20 máu rồi, cực kỳ yếu rồi. Bây giờ cảnh ở đâu, cảnh ra xử lý được nốt cái vấn đề này không? Rồi tiếp tục là một người chơi đang còn giữ đang nốc và đã bị hạ luôn rồi. Hiện tại chúng ta còn 8 người, có thể là 3 team. Ôi, một pha đứng ra khỏi khúc cây khá là hơi anh. Khi anh ta đang phải đứng đầu với Fear, đó là Fear xa và thần mèo đang thi đấu cực kỳ tốt. Một người ở phía tầm xa đang bắn về phía của thần mèo. Còn đây là phía xa bất tâm sẽ rất là tốt rồi, 80 máu đã ra đi rồi. Nhưng hình như là hết đạn, phải đổi sang Tiểu Liên rồi. Còn 15 viên dành cho Pharmat và 133 viên dành cho MB40. Một pha định công tròi không thành công và đã bị phía xa phát hiện. Rồi phía xa quyết định xuống dựng tường băng để lấy đạn rồi. Hai tường băng cho chắc kèo, đã xuống trường rất là nhiều, phụ kiện cũng vậy. Giờ mang lên cho thần mèo thôi. Cảnh đang ở đâu? Hiện tại là còn 3-3. Hiện tại là 3-3. Quyền sát rút định dùng Pharmat rồi. Dựng tiếp cho mình tường băng nữa không? Dựng tiếp cho mình tường băng. Kẻ địch bắt đầu phải di chuyển rồi, bo bắt đầu vào rồi. Một pha bật tâm sấy. Ui rồi ôi, khá là đáng tiếc khi chưa mất lượng máu nào. Một pha ném liệu, hai pha ném liệu. Tiếp tục là pha bật tâm ra sấy. Bật tâm ra sấy tôi nghĩ là một pha bật tâm cực kỳ tốt của phía xa. Đúng là trận đấu cuối cùng nó mang lại rất nhiều cảm xúc. Phía xa đã có thêm một mạng cho mình. Kẻ địch bắt buộc phải di chuyển, bo đã vào rồi, không cần phải vội. Tôi nghĩ là không cần phải vội. Tiếp tục phía xa một pha bắn tốt điểm trợ cho đồng đội. Chỉ còn lại một người nữa thôi, không biết là đang dụ ở góc nào, nhưng không sao, ở đây chúng ta có 3 người, 3 đánh 1 không chuột cũng khỏe. Cần dân dùng gốc nữa là điều chúng ta đã nhìn thấy. Một top 1, top 1 của buổi giao lưu cuối cùng ngày hôm nay. Chúc mừng phía xa và toàn thể team của họ. Cảm ơn phía xa cùng toàn thể các bạn đã đến trong buổi giao lưu ngày hôm nay. Và chúng ta khán giả đã được chia sẻ với bạn nữ khi chơi Free Fire như thế nào và quân đoàn của họ ra sao. Và thật là ấn tượng khi đến trận cuối cùng với phong độ thi đấu cực kỳ tốt và sự đoàn kết của họ đã giành được top 1 cũng như là một món quà dành cho khán giả đang theo dõi buổi giao lưu cùng với Free Fire ngày hôm nay. Chúc các bạn có những ngày Tết thật là vui vẻ và nhận được thật nhiều lì xì. Và hy vọng là bạn Khánh Vy chúng ta cũng sẽ gửi đến cho khán giả chúng ta những lời chúc năm mới được không ạ? Chúc các bạn năm mới vui vẻ, an khang và thịnh vượng, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Rồi, rất cảm ơn bạn Khánh Vy.